Anh Khánh ơi, anh bắt đầu quan tâm đến nghệ thuật này à? Anh thực ra lúc nào cũng quan tâm đến nghệ thuật. Anh quan tâm đến khía cạnh kiếm tiền của nghệ thuật em ạ. Thế anh định bán tác phẩm này để bù lại KPI? Không, thực ra đây là bữa sáng của anh em mình trong 1 năm tới. Nếu như anh em mình không hoàn thành KPI, anh dán ở đây cho mọi người nhớ. Xin chào tất cả mọi người, hy vọng mọi người không cảm thấy chán với sự ám ảnh về KPI của chúng tôi. Và chừng nào còn ám ảnh về những con số thì chúng tôi sẽ còn phục vụ quý vị mỗi tuần trong các chương trình vlog kiểu này. Nói một chút về concept mở đầu chương trình ngày hôm nay được không ạ? Chắc ai theo dõi tin tức mấy ngày qua đều biết là củ khoai dán bằng băng dính này là đu theo trend của sự kiện tác phẩm nghệ thuật quả chuối dán bằng băng dính của nghệ sĩ người Italia Maurizio Cattelan. Tác phẩm này có tên gọi là Comedian, diễn viên hài. Nó cũng thuộc một trường phái nghệ thuật mà tôi được biết gọi là nghệ thuật khái niệm, nơi mà những ý tưởng và khái niệm liên quan đến tác phẩm thì được quan tâm nhiều hơn là các yếu tố thẩm mỹ, kỹ thuật, chất liệu tạo nên tác phẩm đó. Tác phẩm thì có lâu rồi, nhưng tuần qua nó trở thành chủ đề nóng trở lại khi một đại gia tiền số người Trung Quốc đã bỏ ra hơn 6 triệu đô la để mua nó trong một phiên đấu giá của Sotheby's. Trời ơi, chúng ta đã bỏ phí bao nhiêu quả chuối? Không, chúng ta đã bỏ phí biết bao nhiêu gia tài trước khi đọc được thông tin này vậy. Nhưng từ từ đã, nếu bạn chỉ nhìn thấy khía cạnh nhuận tràng từ một quả chuối thì xin lỗi, chưa đến lúc để giàu đâu. Nghệ sĩ Cattelan nghe nói là đã mong muốn tạo ra một tác phẩm điêu khắc từ chuối. Trả lời kênh CNN, ông cho biết là đã thử với các chất liệu khác nhau và đi đâu cũng mang theo một quả chuối thật dán lên tường để gợi niềm cảm hứng sáng tạo cho mình. Và cuối cùng, có thể, rất có thể là bí quá, ông thấy mình đã đầu tư đủ chất xám vào chính quả chuối này để biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật thực sự. Điều hay ho cuối cùng khiến tôi thực sự thích thú với tác phẩm này là gì mọi người biết không ạ? Là chúng ta đều biết quả chuối sẽ héo đi. Một tác phẩm nghệ thuật ngày nay không phải là chính bản thân nó mà là ý tưởng tạo ra nó. Doanh nhân người Trung Quốc mang về nhà một giấy chứng nhận ông sở hữu tác phẩm này, cùng với một hướng dẫn làm sao để 3 ngày một lần thay toàn bộ tấm băng dính và quả chuối mới. Một nhà kinh doanh tiền số, có thể 6 triệu đô la chẳng phải là con số quá lớn với số tiền ông ta đã kiếm được sau đợt tăng giá mới đây của Bitcoin, hình như thế phải không ạ? Và cũng là một khách hàng quá thích hợp cho một tác phẩm kiểu như thế này, đúng không quý vị? Phải chăng là concept của đồng Bitcoin dựa trên công nghệ blockchain thì cũng giống như vậy? Không có một đồng xu vật chất nào cả, tất cả dựa trên sự công nhận của số đông bằng những thuật toán nào đó mà tôi chưa hiểu. Thôi, rông dài một chút cũng là hy vọng mang lại cho quý vị một chút giải trí thư giãn. Nhưng việc này thì liên quan gì đến thể thao? Cũng có một đôi chút. Từ lâu nay tôi đã nghe về việc mọi thứ đều có thể bán được trong thể thao. Từ những video clip, những tấm ảnh cầu thủ được số hóa thông qua công nghệ blockchain rất phổ biến trong ngành công nghiệp thể thao ở Mỹ, nó gọi là NFT gì đó. Trong tuần vừa rồi, suy nghĩ về ý tưởng mọi thứ đều bán được trong thể thao thì tôi càng suy nghĩ nhiều hơn khi nhìn thấy công việc kinh doanh của những đội bóng lớn. Manchester City tiếp tục ra mắt bộ phim tài liệu có tên gọi tiếng Anh là Four in a Row, 4 lần liên tiếp. Cái tên này dịch ra là lần thứ 4 liên tiếp, ám chỉ đến việc họ đã trở thành đội bóng đầu tiên giành 4 chức vô địch giải ngoại hạng Anh liên tiếp. Phim tài liệu thì tiếp tục khai thác những hình ảnh hậu trường, những giây phút cảm xúc trong phòng thay đồ của ông Pep Guardiola và các cầu thủ trên con đường họ đi tới chức vô địch. Nhưng mà nói thật, giờ đây, câu hỏi lớn dành cho Manchester City là điều gì đang xảy ra đằng sau 5 thất bại liên tiếp cơ? Manchester City bán những gì xảy ra bên trong phòng thay đồ, còn Real Madrid thì bán luôn chính phòng thay đồ của mình. Quý vị không tin sao? Fan hâm mộ của Real Madrid có thể nghĩ tới việc khênh luôn một chiếc phòng thay đồ thực sự để về làm lưu niệm, nếu như thực sự ngôi nhà của bạn có diện tích. Vì trong quá trình sửa sân Bernabeu mấy năm trước, phòng thay đồ cũ đã được tháo dỡ với nguyên bộ những gì được sử dụng bởi các ngôi sao hàng đầu thế giới. Một tấm thảm ghép hình logo câu lạc bộ, nơi mà các cầu thủ thường né qua một bên khi ngồi vào chỗ của mình. Đây cũng là không gian nơi diễn ra các cuộc họp bàn chiến thuật quyết định những chiến tích của đội bóng Hoàng gia cách đây vài năm. Phòng thay đồ này đã được giao bán thông qua nhà đấu giá danh tiếng Sotheby's với giá khởi điểm đâu đó khoảng 5 tỷ đồng Việt Nam
chưa có thảm, còn nếu mà có thảm tấm logo thì khoảng là 10 tỷ đồng. Giáng sinh sắp đến rồi mọi người ơi, hãy mua quà tặng tặng cho người thân của mình. Trong ý tưởng về việc cái gì cũng có giá của nó thì chúng ta đều biết một nhà sáng tạo nội dung và một võ sĩ về hưu đã thượng đài trong mấy ngày trước và bỏ túi khoảng 60 triệu đô la. Chương trình talk show thứ 7 hàng tuần ở Mỹ đã bình luận rằng Jake Paul và Mike Tyson đã cùng nhau giành chiến thắng trước người hâm mộ khắp thế giới. Nhưng tuần qua quý vị biết từ khóa gì mang lại nhiều KPI nhất cho kênh YouTube của chúng tôi không ạ? Đó là Indonesia. Thực sự là như vậy, bóng đá Indonesia đang lên ngôi và cổ động viên của họ thích nghe mọi thứ liên quan đến bóng đá. Hệt như cách mà 6 năm trước chúng ta có thể ngồi xem đi xem lại các clip về Thường Châu Tuyết Trắng vậy, về U23. Các phần tổng hợp tin hàng ngày của chúng tôi chỉ cần có một chút thông tin về bóng đá của đất nước vạn đảo thì y như rằng là đọc bình luận cứ ngỡ là mình đang đi du lịch nước ngoài vậy. Thật là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn fan hâm mộ bóng đá Indonesia. Bóng đá đang lên ngôi là điều thật tuyệt vời phải không ạ? Enjoy it. Nhưng tại sao kênh thể thao của truyền hình Việt Nam nhiều fan hâm mộ Indonesia theo dõi như vậy? Những ai theo dõi kênh của chúng tôi sẽ nhớ một sự kiện vào năm ngoái. Đó là khi đội tuyển U23 Việt Nam bị loại khỏi bán kết SEA Games. Và chúng tôi cảm thấy đó là một nỗi buồn kép. Đội nhà vừa thua trận vừa mất đi một trận đấu chung kết livestream triệu view. Nhưng điều không ngờ tới đã xảy ra. Ít ngày sau, trận chung kết SEA Games 2023 đã lập nên kỷ lục chưa từng có. 2 triệu người xem đồng thời, gấp đôi lượng người xem trận chung kết của SEA Games trước đó có đội tuyển U23 Việt Nam tham dự ngay trên sân nhà. 2 triệu người xem đồng thời. Tôi chưa tìm hiểu các lĩnh vực khác, nhưng quý vị có biết sự kiện thể thao nào trên YouTube tại Việt Nam từng có số lượng người xem đông hơn không ạ? Kể cả là văn hóa, showbiz nữa. Năm ngoái KPI hoàn thành xuất sắc luôn. Và các bạn Indonesia vẫn theo dõi kênh từ thời đó, luôn tương tác nhiệt tình mỗi khi có thông tin liên quan, bất chấp sự khác biệt về ngôn ngữ. Nên là quý vị thông cảm nếu ngày hôm nay nhìn hàng title của chúng tôi, nhiều khi cũng phải cải thiện bữa sáng của mình thôi quý vị ạ. Hoàn thành KPI nữa. Và đây cũng là một thử nghiệm. Nhưng thực tế cũng phải thừa nhận rằng chủ đề bóng đá Indonesia hiện tại được fan hâm mộ bóng đá cả khu vực quan tâm, chứ không chỉ riêng fan của Indonesia đâu ạ. Chúng ta sẽ gặp lại đối thủ này trên sân nhà vào ngày 15 tháng 12 sắp tới. Và chúng ta đều biết cách đây ít ngày, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã quyết định là sẽ cử đội bóng kiểu như là U22 của mình tham dự vào ASEAN Cup năm nay, tức là Cup AFF đấy. Bản chất của quyết định này là gì? Bản chất đây là một quyết định không quá khó hiểu đâu ạ. Giải đấu ASEAN Cup năm nay không nằm trong giới hạn của ngày thi đấu FIFA Days. Nên là các cầu thủ nhập tịch của Indonesia vốn đang thi đấu rất nhiều ở châu Âu sẽ khó có thể trở về thi đấu cho đội tuyển quốc gia của mình được. Và lại, họ cũng đang tập trung nguồn lực cho vòng loại World Cup khu vực châu Á, thì ASEAN Cup có thể xem là mục tiêu thứ yếu. Thôi thì cứ cử đội U22 đi. Đội U22 này là đội nào vậy? Đọc một bài trên báo Bola của Indonesia thì biết rằng đây chính là tập thể cầu thủ đã gắn bó với ông Shin Tae-yong trong suốt 2 năm rưỡi trời và là một lứa trẻ đầy tài năng, đã được tập huấn chuẩn bị rất nhiều cho giải U20 thế giới, lẽ ra được tổ chức tại Indonesia cách đây vài năm. Trong tập thể đó cũng có 3 cầu thủ nhập tịch và nhiều cái tên đã mang lại tấm huy chương vàng SEA Games cho bóng đá Indonesia vào năm ngoái sau vài chục năm chờ đợi. Có vài điều có thể khẳng định, đây là một đội hình không hề tệ và chúng ta có thể chờ đợi một trận đấu hay trên sân nhà vào ngày 15 tháng 12 tới đây. Thắng hay bại, mọi kết quả đều có thể xảy ra và chúng ta với nhiều gương mặt cũng trẻ và mới, không có gì phải lăn tăn về việc chúng ta đang thắng một đội hình trẻ của Indonesia cả. Một điều nữa cần phải khẳng định là đội tuyển quốc gia của Indonesia chưa một lần vô địch giải Đông Nam Á khi mà giải đấu này tổ chức theo thể thức mới. Và họ khát khao cũng không kém gì SEA Games năm ngoái đâu. Về chiến lược làm bóng đá của người Indonesia, đứng đằng sau việc đưa các cầu thủ nhập tịch về thi đấu cho tuyển quốc gia, không ai khác hơn là chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này, ông Erik Thohir, cũng là một tỷ phú sở hữu câu lạc bộ Inter Milan. Nguyên mối liên hệ đó cũng cho thấy tầm cỡ của vị tỷ phú này và ý tưởng trông vào cầu thủ nhập tịch là một ý tưởng đột phá mà ông cũng mất nhiều công sức và thậm chí là tiền của để đầu tư và thuyết phục người làm bóng đá Indonesia chạy theo.
gần đây nhất sau trận thua bẽ bàng trước đội tuyển Nhật Bản trên sân nhà và đứng trước nguy cơ hết cơ hội từ rất sớm để dự World Cup. Ông Thohir có trả lời kênh CNN của Indonesia rằng: "Đây là kế hoạch của tôi hỏi mọi người nếu còn tin vào kế hoạch đó thì tôi sẽ tiếp tục cương vị chủ tịch, nếu không tôi từ chức ngay lập tức." Về chuyện tư cách cầu thủ Indonesia thì cũng phải giải thích rằng Hà Lan và Indonesia có những mối liên hệ về lịch sử rất chặt chẽ, tận từ thế kỷ 17 cơ, nên những cầu thủ nhập tịch đều có gốc gác họ hàng, có khi từ nhiều đời với Indonesia, và theo quy định thì như vậy, chỉ cần có quốc tịch thì họ sẽ được thi đấu cho đội tuyển quốc gia của nước này ngay lập tức. Chiến lược của ông Thohir không phải là không gây tranh cãi ở chính Indonesia đâu ạ, khi mà các cầu thủ bản địa được đầu tư ăn tập và thi đấu trong nước giờ không có nhiều cơ hội để lên đội tuyển quốc gia nữa. Nhưng thành tích của đội tuyển và những khán đài chật cứng khán giả cho thấy là những tiếng nói ủng hộ có vẻ vẫn lấn át mọi thứ khác. Cũng là điều dễ hiểu nếu chúng ta có ý kiến khác nhau về thành công của đối thủ cùng khu vực, kiểu như là ui, thành công thế thì chúng tôi cũng chẳng cần. Hoặc nếu có ai đó vui vì đội Indonesia thất bại tại vòng loại của World Cup thì tôi cũng không hề ngạc nhiên đâu. Sau trận thua Nhật Bản thì thực sự là tôi có hơi bất ngờ khi nhiều người đã loại toàn bộ cơ hội của Indonesia. Nhưng mà mọi chuyện thực sự không phải như vậy, họ còn rất nhiều cơ hội. Giờ sau khi thắng được đội tuyển Ả Rập Xê Út, họ cùng có 6 điểm như 4 đội bóng còn lại trong bảng đấu này. Lịch thi đấu của Indonesia theo chúng tôi là khá thuận lợi ở 4 lượt trận cuối cùng. Tại sao? Bởi vì họ sẽ gặp Nhật Bản trên sân khách ở lượt trận cuối cùng. Lúc đó khả năng cao là Nhật đã giành vé tới World Cup rồi. Indonesia sẽ gặp hai đối thủ trực tiếp và có vẻ ngang cơ với họ là Bahrain và Trung Quốc thì họ đều gặp trên sân nhà cả. Lợi thế sẽ vô cùng lớn. Nếu họ bất ngờ thắng được Australia ngay trên sân khách ở lượt trận tiếp theo thì có thể mơ đến suất tham dự trực tiếp luôn. Còn nếu không thì khả năng đi vào vòng loại thứ tư vẫn còn nhiều. Mà vào đây thì xếp ở một bảng đấu có 3 đội và những đội ngang cơ nhau thì chẳng biết nói thế nào đâu. Họ còn vòng loại thứ 5 nữa cơ. Thôi thì chúc các bạn may mắn. Quan điểm của tôi là cách làm mới của những nhà tỷ phú đã mang bóng đá tới những giới hạn mới, thúc đẩy bóng đá phát triển theo cách này hay cách khác. Các cầu thủ của Việt Nam cũng có động lực nhiều khi nhìn vào đối thủ cùng khu vực. Dù có phần hơi lạ lẫm khi kình địch của chúng ta bây giờ lại là Indonesia. Tôi và nhiều người đã trải qua điều đó cách đây 30 năm khi bóng đá Việt Nam vui tưng bừng chưa từng thấy khi vượt qua Myanmar tại bán kết của kỳ SEA Games năm 95. Và khi đó thì Thái Lan mới thực sự là nỗi ám ảnh của chúng ta. Ám ảnh nhiều năm trước khi chúng ta thắng họ và vô địch Đông Nam Á. Bây giờ nghe nói là Asnawi của Indonesia có nói rằng là bây giờ gặp đội tuyển Việt Nam trên sân cỏ thoải mái lắm, thắng dễ hơn. Nói thật là chúng tôi cũng hơi tiếc cho lứa cầu thủ của các bạn, những người tài năng như Evan Dimas. Bây giờ phải ngồi xem TV để xem đội tuyển khi mà tuổi chưa quá 30. Và gặp những đối thủ của Indonesia bây giờ, nói thật, cũng dễ chịu hơn những cuộc đấu mà quá bạo lực ngày nào. Quay trở lại với đội tuyển Việt Nam, hãy quan tâm tới chính mình. Tuần trước tôi có trò chuyện vớt vát một chút về vài trường hợp không được gọi lên đội tuyển. Và những thông tin tôi mới có được và sẽ không tiết lộ ở đây thì càng làm rõ hơn luận điểm rằng chúng ta không biết được hết những nội tình, những thỏa hiệp về việc gọi ai, không gọi ai. Chúng ta bức xúc hộ người này hay người khác, nhưng cũng không chắc là chính họ có thực sự bức xúc hay không và họ có gặp vấn đề gì không. Nên là quý vị hãy luôn tin vào những phân tích của chúng tôi ạ, dù đôi khi chúng tôi không đưa hết thông tin. Hiện tại thì đội tuyển của chúng ta đang tập huấn tại Hàn Quốc. Tôi nói rằng là một trong những thế mạnh của bộ máy lãnh đạo VFF hiện nay là mối quan hệ quốc tế rất tốt. Việc tập huấn tại Hàn Quốc, có người cứ bảo là ui sao lại tập bên ấy lạnh thế, về đá được thế nào? Bây giờ đá thể thức như thế này thì mình tập thời tiết nào để làm hài lòng mọi người đây thưa quý vị? Chúng ta đá 2 trận sân nhà trong khí hậu mùa đông ở Việt Nam không lạnh bằng Hàn Quốc, nhưng có thể nhiều khi cũng rất lạnh, khoảng đâu đó 10 độ vào tháng 12. Còn 2 trận còn lại chúng ta đá ở trên sân khách trong khí hậu nhiệt đới khoảng trên dưới 30 độ C. Tập lanh quanh ở nhà có khi cũng bị nói đấy. Nhưng quan trọng là tập ở Hàn Quốc thì các cầu thủ tập trung hoàn toàn vào chuyên môn. 3 trận đấu gặp các đối thủ mạnh dần lên, như vậy theo tôi nghĩ về chuyên môn là ổn. Ở Việt Nam rồi gần gia đình, gần vợ con, báo chí thì sát sao từng tí một, cũng mất tập trung chứ ạ.
Các trận đấu giao hữu diễn ra đóng kín để dàn rèn chiến thuật hết, và tôi nghe nói rằng một trong những mục tiêu của đợt tập huấn dài ngày này, quý vị lưu ý rằng đây là lần đầu tiên ông Kim Sang-sik mới có một chuyến tập huấn dài ngày như vậy. Thời của thầy Park thì những chuyện như thế này là thường xuyên. Một trong những mục tiêu của chuyến này là rèn thể lực. Vấn đề thể lực đã trở thành đáng lo ngại khi các chỉ số cho thấy gần đây ở các trận đấu của đội tuyển quốc gia, các cầu thủ chỉ duy trì cường độ cao được khoảng 70 phút mà thôi. Các ý tưởng chiến thuật của huấn luyện viên không được thực hiện vì các cầu thủ không đủ thể lực. Đây sẽ là vấn đề sống còn với đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới. Với vấn đề của cầu thủ mới có quốc tịch Việt Nam là Nguyễn Xuân Son, thông tin mới nhất cho thấy rằng anh đã được chấp nhận vào danh sách sơ bộ gửi lên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á. Nhưng nếu được gút lại sau cùng thì cũng có khả năng chỉ thi đấu được trận sau ngày 20 tháng 12 mà thôi. Về điểm luật lệ này thì đang có dư luận báo chí trong khu vực có ý thắc mắc về việc tại sao chưa đủ 5 năm ở Việt Nam mà Son được thi đấu. Nghe cũng hơi buồn khi mà các bạn đầy rẫy những nhân tài nước ngoài trong đội tuyển. Chúng tôi chỉ mới manh nha tìm kiếm một hướng đi mới thì lại bị soi xét quá đáng. Ở đây cũng có chút vận dụng, tôi nghĩ là như vậy. Khi mà Xuân Son đã tới Việt Nam lần đầu tiên với mục tiêu tìm kiếm cơ hội việc làm từ ngày 20 tháng 12 năm 2019, bây giờ cũng là vừa tròn 5 năm. Thứ hai là nhiều người có ý kiến về việc Son không dành tiếng Việt. Theo tôi được biết thì các kỳ thi tiếng Việt không phải là điều kiện tiên quyết cho việc nhập quốc tịch. Nếu quý vị có một ngoại lệ là anh ấy có tài năng, có thể đóng góp cho đất nước Việt Nam. Mọi người thử tìm hiểu giúp tôi điều này qua Google nhé. Chúng tôi cũng đề cập chuyện quan điểm việc gọi các cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển quốc gia thời điểm này. Chỉ có thể nói rằng là về nguyên tắc không có gì vướng cả. Thế giới và cả Việt Nam đã thay đổi rất nhiều kể từ khi chúng ta gọi những cầu thủ nhập tịch đầu tiên vào đóng góp cho đội tuyển quốc gia. Bây giờ trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, khoảng cách được rút ngắn, nhiều ranh giới được xóa bỏ với sự tiến bộ của công nghệ, mạng xã hội, Việt Nam đã trở thành điểm đến và sinh sống làm việc yêu thích của rất nhiều người nước ngoài. Nhiều cầu thủ bóng đá đến đây không cần phải được gọi vào đội tuyển quốc gia, họ vẫn ở lại nhập quốc tịch theo đúng quy định và ổn định cuộc sống của mình. Trong chiến lược bóng đá thì chúng ta cũng đã chứng kiến quá nhiều thay đổi trên thế giới rồi. Ví dụ như là một đội Nhật Bản từ khi sử dụng cầu thủ nhập tịch dự World Cup năm 98, bây giờ đã là chuyển sang phát giải chuyên nghiệp ở trong nước J-League của họ. Rồi bây giờ họ chuyển sang một giai đoạn mới là đưa cầu thủ nước ngoài ra nước ngoài thi đấu ở những câu lạc bộ lớn. Hoặc là một chuyện khác, đội hình Real Madrid có những bức ảnh mà cầu thủ da trắng duy nhất trong đội hình thì lại là một người châu Phi, Brahim Diaz, còn những người gốc Phi lại mang quốc tịch châu Âu. Thế giới toàn cầu mà. World Cup vừa rồi thì hầu như đội nào cũng có cầu thủ sinh ra tại nước ngoài. Và đã đến lúc chúng ta thay đổi suy nghĩ của mình chưa nhỉ? Sẽ ra sao nếu một đội bóng đến World Cup bằng toàn bộ cầu thủ nhập tịch nhỉ? Nó có giống như là việc chúng ta bỏ số tiền lớn ra mua một tác phẩm nghệ thuật nhưng không thực sự cầm nắm, nhìn ngắm tác phẩm đó mà chỉ có những chứng nhận sở hữu hoặc là hướng dẫn sử dụng nó mà thôi. Thôi, bây giờ cứ ăn khoai dần đã. Cho quen với việc nếu như mà không hoàn thành KPI thì đây có thể sẽ là món ăn sáng tiếp theo trong một năm. Và thưa quý vị, nếu một người ăn nếu một củ khoai mà cũng là một môn nghệ thuật thì người ăn khoai cũng là một nghệ sĩ. Tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong cuộc trò chuyện giữa tuần, giờ vàng thể thao tuần này nữa. Chúc quý vị có một những ngày cuối tuần vui vẻ sắp tới ở phía trước. Xin chào tạm biệt.